Thưa quý vị, với 1.000 đồng hiện nay khó thể mua được thứ gì, nhưng giữa lòng thủ đô Hà Nội lại có những bữa ăn chỉ với giá 1.000 đồng. Cứ vào trưa thứ hai hàng tuần, ở địa chỉ ngõ 120 phố Trần Bình, phường Dịch Vọng, hậu quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã trở thành nơi quen thuộc giúp sẻ chia hơi ấm của tình thương đến với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối với những người lao động ngoại tỉnh vất vả với cuộc sống mưu sinh mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên anh Thắng được ăn một bữa cơm tươm tất. Làm nghề chạy xe ôm, bữa có khách bữa không nên anh phải hết sức tàn tiện trong chi tiêu. Thế nên chi phí cho một bữa ăn tươm tất là điều xa xỉ ít khi anh nghĩ đến. Cùng với nhiều người lao động nghèo ở thủ đô, những bữa cơm như này với anh Thắng rất đáng quý. Có bạn, nhưng mà có lúc mình cũng phải nhịn bữa cơm này thì rất là san sẻ cái cuộc sống của mình. Những tháng mà chưa có lương ấy là bọn cô thì cũng thấy được vào trong này là bọn cô được ăn là quá vui lắm rồi. Còn với người lập ra quán cơm 1.000 đồng này thì ý tưởng của những bữa ăn này cũng rất giản dị. Anh và chủ quán là những người có tấm lòng nhân ái, ngoài việc lo toan cho cuộc sống thì thường xuyên theo các đoàn từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó. Có một đêm mưa gió trời mưa rất to, thì có một người có hoàn cảnh tức là họ gần như là vô gia cư. Đấy, người nào họ lang thang một về đây và lúc đấy đã vào quán xin ăn. Lúc đấy là người ta rất là đói đấy, và gần như là lả đi rất là mệt. Lúc đấy là chúng tôi đã lấy cơm với cả thức ăn ra cho người đấy ăn. Nhiều người lao động khi đến ăn cơm còn có thể lấy thêm những suất cơm để chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ. Số tiền ít ỏi của bữa cơm 1.000 đồng cũng được gom góp để chuyển đến những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Cứ thế, sự chia sẻ ngày càng lan rộng hơn trong cộng đồng.